có khi nào lớn lên hai bà Su nhà mình trở thành game thủ không ta? Nghe mà mắc ói quá. Su có muốn đi chơi không? Cherry mới gọi rủ hai Su đi xem phim kìa. Đi không? Đi 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 con đi chứ mẹ. Mà sao Cherry không ghé đón chị cho gần, tự nhiên bắt chị qua đây làm gì vậy? Xe Cherry hư rồi làm sao mà dẫn hai chị đi xem phim được nè. Đó, xem chiếc xe đi cứng nhắc thế này cơ mà. Nghĩ sao vậy Cherry, đi xem phim bằng chiếc xe đạp này hả? Rồi biết khi nào mới tới? Thôi quăng chiếc xe đạp ở nhà đi, chị Su có xe hơi này, để chị Su dẫn đi cho nó gần. Lâu lâu được ba mẹ dẫn đi chơi xem mấy em nhoi dễ sợ luôn kìa. Su có thấy con với Cherry giống nhau chỗ nào không? Giống ở cái cổ bụng bự này mà. Ê Cherry đi đâu vậy? Xe của chị ở bên này cơ mà. Khổ lắm cơ, ở chỗ này coi phim người ta không cho xe hơi chạy vào. Rồi hiểu luôn, biết tại sao gọi là đi xem phim chùa rồi đó. Cherry nhà mình lại trêu hai bà Su nữa rồi. Ai nói với chị Su là chùa Cherry cũng phải tốn tiền mua bắp chứ bộ? Thì chị Su cũng phải tốn tiền mua nước chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng mà dám chắc một điều là chị Su chưa bao giờ được xem phim ngoài trời đúng không? Xem thử đi vui lắm. Mấy bà nhỏ nhà mình thì vui lắm, còn mẹ thì không có vui chút nào đâu, được ăn cơm chó miễn phí mà. Trời, nghĩ sao chồng tôi đó bà ôm sẹo nẹo rồi bà còn nhõng nhẽo với chồng tôi nữa là sao? Bớt đi Su, mấy bạn fan thấy con rồi kia. Ý em chụp chung với mấy chị một tấm hình, mấy chị đừng có nói cho ai biết nha.